quý vị, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai chương trình giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2024. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị. Dự họp trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quảng Minh Cường, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bảo và đại diện các sở ngành của tỉnh. Tại hội nghị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá kết quả hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023. Để chương trình giám sát năm 2024 được thực hiện thành công, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về các khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 và các giải pháp triển khai năm 2024, trong đó tập trung vào các nội dung đổi mới và những bài học kinh nghiệm. Theo kế hoạch chương trình giám sát năm 2024, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao hai chuyên đề về chính sách tài khóa tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội về một số dự án quan trọng quốc gia, quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tiến hành giám sát hai chuyên đề liên quan đến đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Ngoài ra, hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ tập trung vào tổ chức các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, giám sát văn bản quy phạm pháp luật, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của cử tri, v.v.